ship ví dụ cái đường thấy ghê không anh em. Ok hello anh em, lại là mình ship công nghệ đây anh em ơi. Anh em thấy gì đây không? Đây là hai đơn 2 giờ công cảnh mức 3 anh em ơi. Đáng lẽ là có 3 cục lận, mình lấy đơn này đi Nhà Bè, xuống Nhà Bè á anh em. Tổng đơn là 250 anh em. Nhưng mà qua tới điểm xe lấy hàng thì anh em nghe nè, quá là chua luôn. Đi cách mười mấy cây để lấy hàng anh em. Em giao đơn Shopee cái nắp nhựa anh, giờ bên anh ở bên không được phép không? Em chuẩn bị đóng cửa về rồi anh ơi. Không ai ra cho em hả? Vậy là fail mất một đơn rồi anh em à. Còn hai đơn về Nhà Bè nha anh em. Đơn này được 200. Ok, hôm nay là 4 giờ chiều mới ra xe anh em ơi. Bây giờ đang là 6 giờ kém 10 rồi anh em. Đường cũng đang kẹt xe dữ lắm. Ngồi đây nghỉ ngơi tí chạy tiếp nha. Fail một đơn chán quá anh em ơi. Biết giờ nãy hủy cho rồi. Nãy cũng tính hủy rồi đó nhưng mà không hủy. Lỡ rồi chạy đủ 3 đơn luôn. Không có 3 ga mà anh em thấy chạy nè. Hàng nó cũng nhẹ anh em ơi, chứ hàng nặng nó không chở được rồi. Đang chat nhờ tổng đài nó hủy đơn giùm nè anh em ơi. Đơn 2 giờ á, cái đơn fail nãy á. Sẵn mời anh em ăn cái bánh mì luôn nha. Ăn buổi chiều luôn anh em ơi. Múc bang, múc bang. Ok, mời anh em nha. Chứ bờ nghèo gì có dễ anh em. Rồi giao cái đơn Nhà Bè anh em nhìn nè. Đây có một cái bóng đèn nha. Đi thẳng lên đây là không có cái bóng đèn nào luôn anh em ơi. Hay ghê quá. Ờ anh em ơi, cái đường gì vậy trời, quá là sợ luôn. Ôi đi ship bây giờ cái đường thấy ghê không anh em. Ôi trời ơi, nhà Bè anh em ơi. Đó. Bó tay luôn, giờ là chỉ có đơn và mình đã thả xong hai đơn 2 giờ của Ahamu rồi nha anh em ơi. Khúc Nhà Bè này là anh em thấy rồi, quá kinh khủng. Giờ tôi nhập rồng chắc được tầm 2 lít 2 xị anh em à. Không biết kiếm được đơn và hôm nay hay là lại đi xe không. Và nữa cách nhà chắc phải 40 cây anh em. Ok, để coi có gì mình quay tiếp cho anh em xem nhá. Giờ tới quận 7 rồi anh em ơi. Đi xe không giờ tới quận 7 rồi nha. Quá chua chát cho hôm nay luôn anh em ạ. Lên Nhà Bè lần nào cũng về xe không hết. Ê, chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là hộ. Đáp ở đây đợi đơn xíu nha anh em ơi. Lần nào đi Nhà Bè và cũng ghé đây đứng đợi đơn hết trơn anh em. Chua. Không biết sao đây anh em ơi, chắc tình hình này chứ đi xe không giờ rồi, xiềng luôn. Đi xe không giờ là cái xiềng luôn anh em à. Không mong có đơn luôn. Mong cũng không được nữa anh em. Chắc bóc rồi. Bữa nay là thứ 6 nữa. Thứ 6 mà bây giờ là 8 giờ rồi. Hay là thôi tranh thủ đi về luôn ta. Về cho sớm chứ đợi hoặc đợi chờ hoài mà không có đơn, đợi làm gì tốn thời gian đúng không anh em. Ok anh em ơi, bật điều hướng lâu lâu qua mua độ cho một bữa nè anh em. Phát cho một đơn dây Bình Tân 54.000 nè anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn, lấy hàng xong rồi nha. Đâu rồi, trong đây nè. Giao mấy hủ yến ứng 450 nha anh em.
Ok, mình ra xong đường này mình sẽ đi về luôn nha anh em ơi.